Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là ngày 23 tháng 2. Tiếp theo clip em quay lên cho anh em xem top 3 em chắp bơ chà nha. Tầm 5 tháng nha anh em. Một cái 9, 2 kg, 2 kg mốt một con này nha. Gà đang gà bầy. Mắt chặn mấy con này là gần 3 kg nha anh em. Có con trên 3 kg. Mấy con này thì dáng cao lắm. Đang ăn rất là mạnh luôn á. Em đang thả vườn nên nó còn hơi ốm ha. Anh em nào mà nhốt chuồng lại thúc ra riêng từng con một là nó lên 3 kg là bình thường luôn á. Phù hợp cho những anh em nào mà hôm bữa mà có bắt mái rồi á, thiếu trống thì bắt ha. Giá bán lẻ là 2 triệu một con nha. Giá trên bao ship cho anh em luôn. Bắt một con em cũng ship luôn, bao ship luôn. Đó. Tầm từ 1,9 kg tới 2,1 kg ha. Còn ở trong góc bên tay phải còn nó là bị mái nó cắn lông đó nha anh em. Nó đang đổ lông ống lại đó. Mái có nhiều chỗ mà nhốt chặt quá. Mái nó ăn cái lông cổ. Đó, anh em nào mà có bắt hết 3 con luôn á thì em để giá gọn gàng 5 triệu ha. 5 triệu 3 con luôn. Bao ship cho anh em luôn. Đó, ông nào mà khoái nuôi đá đó, bắt ba này về nuôi chơi đá chơi ha. Lọc ống đang chỗ rất là nhiều nha anh em, chưa bung hình chưa gì luôn á, 2 kg con rồi đó. Mấy con này em mới vừa bắt dưới vườn vô luôn nha anh em, nuôi lưng vai tốt tốt là 3 kg là ngọt ngào bình thường ha. Đợt máy là chia hết rồi đó, chia hết cho anh em luôn rồi, giờ còn ban trống kẹp vô cho anh em nào bắt luôn ha. Ba con chung cha chung mẹ hết nha anh em, mà có con thì đua nó ben ben, con thì đua nó bình thường ha. Tay xương nha anh em, về em nuôi mập lên là 3 kg ngon lành lắm, tốt luôn. Anh em nào mà cứ bắt 3 con luôn em bao với ship luôn. Lấy giá 5 triệu thôi ha. Mấy con này là có con nó tê tê tập gãy rồi nha. Đầu cựa chưa nhú luôn nha anh em. Đầu cựa là chưa nhú luôn á. Rồi anh em nào có mến thì alo em ha. Số điện thoại em ngay phía dưới màn hình nha anh em. 0379 486 114 nha. Mấy con này là cái khung của nó là khung lớn ký nha. Ôm lên vào khung xương tốt lắm. Rồi anh em nào có mến thì alo em. Chào anh em.